Chỉ tính từ đầu tháng 9 cho đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra hàng chục các vụ sạt lở đất, lũ quét gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều địa phương dù đã chủ động công tác ứng phó nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho hình thái thời tiết trên ngày càng dồn dập và cực đoan? Sạt lở đất, lũ quét có thật sự bất thường hay không? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của phóng viên VTC14. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2024 là năm ghi nhận nhiều bất thường trong sạt lở, lũ quét. Sau khi càn quét Bắc Bộ hôm 7 tháng 9, bão Yagi tiến vào vùng núi Tây Bắc gây mưa lớn. Những ngày sau đó là sạt lở đất, lũ quét trên diện rộng. Điều đáng nói, hình thái thiên tai này không chỉ xảy ra ở vài địa phương như trước, mà lan rộng khắp 14 tỉnh, từ Đông Bắc đến Tây Bắc, thậm chí xuống cả Nghệ An và Thanh Hóa. Đến cuối tháng 9 năm 2024, nhiều tỉnh ở miền núi phía Bắc tiếp tục hứng chịu các trận sạt lở đất đá. Để mà có đầy đủ các cái điều kiện cần gây ra trượt lở đất lũ quét thì chúng ta phải nói đến địa hình, rồi nền địa chất. Địa hình thì cơ bản là 3/4 là địa hình đồi núi và cái độ phân cắt của nó rất là sâu. Chúng ta có cái đỉnh cao nhất là Phan Xipang là hơn 3.000 mét, đến mực nước biển là 0 mét thì cái rất nhiều nơi là địa hình cao 1-2.000 mét là chuyện rất bình thường và cái mức độ xâm cắt là rất là lớn. Cũng theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố địa chất, địa hình, những trận mưa sau bão đã kích hoạt các dạng thiên tai như trượt lở, lũ quét. Mặt khác, thời tiết chuyển từ hiện tượng El Nino sang La Nina khiến bão di chuyển trực tiếp từ Biển Đông vào miền Bắc Việt Nam, gây mưa lớn kéo dài. Dịp này mưa lớn diện rộng, cho nên là nó có cái thiên tai sạt lở và lũ quét, nó có điều kiện bộc lộ mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn, phạm vi rộng hơn. Thế nhưng mà nếu nhìn toàn quốc ấy, thì trong những năm trước nó đã xảy ra cả ở Tây Nguyên, kể ở Đông Nam Bộ, các tỉnh Trung Bộ như là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, xong rồi Quảng Trị, rất khốc liệt. Điều này cho thấy một điều, các cái vùng đồi núi của Việt Nam từ Bắc vào Nam là rất nhạy cảm với trượt lở. Các chuyên gia cũng nhận định các trận lũ quét và lũ bùn đá ở khu vực miền núi và trung du Việt Nam thường liên quan chặt chẽ đến sạt lở đất đá. Hai hiện tượng này có thể là nguyên nhân hoặc hậu quả của nhau. Mặc dù mưa là yếu tố kích hoạt chính trượt lở, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo khi mưa dừng, độ ổn định của các sườn dốc còn rất thấp, có thể xảy ra trượt lở bất cứ lúc nào. Sạt lở và lũ quét thì ở Việt Nam cứ mưa bão thì ở miền núi thường bị. Cái lý do là cái đồi núi của chúng ta thì không phải núi đá, những cái núi đá ta khai thác hết rồi. Chủ yếu là những cái núi đất mà dân ở trồng cây. Những cái khu mà xa dân mà cây nó nhiều thì quanh là lâm nghiệp. Cho nên người dân ở rìa những cái vùng của lâm nghiệp, rìa rừng. Thì cái chỗ đó mới chịu nguy cơ sạt lở. Phải có những cái chính sách, những cái đầu tư tương xứng kèm theo. Và nó phải dài hạn. Chứ không thể nào là chỉ mỗi khi đến mùa mưa bão thì chúng ta mới bắt đầu là phòng chống và sau mưa bão thì chúng ta cứu hộ cứu nạn và sau đó thì là chúng ta khẩn trương chúng ta quên. Hiện nay trong cảnh báo sạt lở, Việt Nam vẫn dùng bản đồ tỷ lệ 1/50.000 đã được lập từ hàng chục năm trước, trong khi thông thường những bản đồ này cần phải được cập nhật lại sau từ 3 đến 5 năm. Do đó, ngoài việc từng bước hoàn thiện bản đồ, nâng cao tính cảnh báo, các địa phương cũng cần tuyên truyền, tổ chức diễn tập hàng năm để người dân làm quen, chủ động ứng phó khi có sự cố lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Mới đây, tàu cá Quảng Ngãi đang hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bất ngờ bị tấn công khiến 10 ngư dân bị thương. Đồn biên phòng Bình Hải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và đài canh cộng đồng xã Bình Châu đang tiến hành xác minh làm rõ thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, khoảng 13 giờ 12 phút ngày 29 tháng 9, đồn biên phòng Bình Hải, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi
nhận được thông tin về việc tàu cá QG 95739 TS hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa nghi bị tàu nước ngoài tấn công. Qua liên lạc trên thiết bị ICOM, thuyền trưởng Biên cho biết hiện trên tàu có 3 thuyền viên bị gãy tay, gãy chân, 7 thuyền viên bị thương, chưa rõ họ tên từng người bị thương. Tàu cũng đã liên hệ được với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 và các lực lượng chức năng để được hỗ trợ cứu nạn. Theo đó, tàu cá QG 95739 TS có chiều dài 21 mét do bà Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, làm chủ tàu, ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, làm thuyền trưởng, cả hai đều ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Tàu cá QG 95739 TS xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ lúc 10 giờ 45 ngày 13 tháng 9, đăng ký hành nghề câu ở quần đảo Hoàng Sa. Trên tàu có 10 thuyền viên. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, làm rõ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân Quảng Ngãi khi hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đêm ngày 29 rạng sáng ngày 30 tháng 9, một chợ trung tâm xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra cháy lớn với nhiều tiếng nổ, khiến người dân chỉ biết bất lực nhìn biển lửa thiêu rụi tài sản. Lãnh đạo địa phương cũng đã xác nhận vụ cháy nói trên xảy ra tại chợ trung tâm xã Trung Thành. Thông tin ban đầu vào đêm ngày 29 tháng 9, khi người dân đang ngủ thì nghe tiếng nổ và mùi khét lùa vào nhà. Thức dậy, nhiều người chứng kiến biển lửa tại khu vực cổng chợ. Một người chứng kiến sự việc đã kể lại, lửa đỏ rực giữa trời mưa tầm tã. Người dân địa phương muốn vào dập lửa nhưng hàng loạt tiếng nổ phát ra khiến mọi người lo lắng, lo sợ, đành bất lực nhìn lửa ngùn ngụt, thiêu rụi cả cửa hàng nói trên. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Và đến rạng sáng ngày 30 tháng 9, công tác chữa cháy mới được hoàn tất. Theo lãnh đạo xã Trung Thành, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê làm rõ. Được thầy lang khuyên uống 10 lít nước ion kiềm pha muối mỗi ngày và không ăn uống gì thêm để thanh lọc cơ thể, chữa bệnh. Một người đàn ông 41 tuổi ở Bắc Giang đã phải nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Lo ngại hơn, không chỉ bệnh nhân trên mà tại nhà của thầy lang nói trên đang có hàng chục bệnh nhân ung thư, suy thận tiếp tục phải uống nước ion kiềm với hy vọng sẽ chữa được khỏi bệnh. Bệnh nhân này cho biết do bị viêm phế quản mãn tính, sức khỏe yếu nên khi nghe một số người nói uống nước ion kiềm pha muối có thể khỏi bệnh nên đã tìm đến một nhà thầy lang ở Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân được thầy lang hướng dẫn liệu trình chữa bệnh trong vòng 26 ngày. Trong quá trình này, mỗi ngày bệnh nhân uống khoảng 10 lít nước ion kiềm pha muối và không được ăn bất kỳ loại thực phẩm nào. Ông uống nhiều nước ngoài để cho thải độc trong cơ thể của mình run sán lên vân tay hết. Thế nên khó chịu quá, mệt quá. Nên là bây giờ mình cảnh hộ nghèo không có tiền. Bây giờ thì mở cái vay lại vay mượn và là lãi thì không có tiền đi viện. Thế là tôi có người bắt em lên đấy thì em ở đấy trong vòng một thời gian, em thì em uống nước vào trên tay em về nhà, em phải treo đi, em dốc người suốt cơn đi. Treo rồi đi xuống đây, ông bảo chỉ uống nước thanh lọc cơ thể trong một thời gian khoảng một liệu trình khoảng 26 ngày mới được ăn. Nhưng mà em tôi đến 18 ngày không ăn thì tôi thấy không ổn, tôi phải cưỡng chế về. Gia đình tôi xuống đón về là gia đình ông cũng đứng ra bảo thôi thế thì về, bởi vì chỉ uống nước kiềm, gia đình tôi cũng có nước kiềm. Ông bảo thôi đi về. Khi mà đến đấy thì anh thấy là ngoài em nhà mình thì còn có những cái bệnh nhân nào khác không? 40-50 bệnh nhân. Thậm chí người chạy thận giai đoạn cuối, người chạy thận nặng, người thì ung thư giai đoạn cuối cũng đến đây chưa? Cứ nằm nan liệt thì tọc ở đây. Cũng chỉ uống nước thế thôi, mỗi ngày khoảng 10 lít nước. Sau 18 ngày, người nhà đến thăm và phát hiện bệnh nhân suy kiệt, sụt gần 10 kg nên đã quyết định đưa về nhà chăm sóc. Bệnh nhân sau đó sốt cao, mệt mỏi nên được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị sốt xuất huyết, viêm phổi và suy kiệt trên nền viêm phế quản mãn tính. Thì bệnh nhân đã suy kiệt sau một thời gian mà bệnh nhân không ăn uống và sử dụng cái nước kiềm thì làm cho bệnh nhân suy kiệt và cái cơ thể thì nó suy kiệt rất là nặng. Và việc mà hấp thu các chất dinh dưỡng sau một thời gian mà dừng ăn kéo dài nó sẽ gây ra cái tình trạng là bệnh nhân có các cái rối loạn về mặt chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo uống nước ion kiềm có thể thanh lọc cơ thể,
chữa bệnh là phương pháp không có cơ sở khoa học. Việc uống số lượng lớn nước ion kiềm trong một thời gian dài có thể để lại nhiều hậu quả cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chưa có bất cứ một cái bằng chứng khoa học nào cho cái việc là sử dụng cái nước kiềm nó sẽ làm cho cái cơ thể thanh lọc hay là chữa bệnh. Vì thế nên là cái việc mà sử dụng bổ sung các máy lọc nước có ion kiềm này thì bác sĩ không khuyến cáo. Thứ hai là cái việc mà sử dụng các cái nước kiềm này thì như chúng ta đã biết